Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Bộ Phim TV và mình là Trần Thảo. Ngày hôm nay Thảo cùng ekip về miền Tây và đi Bến Ninh Kiểu mọi người, cho nên Thảo quyết định là mặc cái bộ đồ bà ba này để có thể cố gắng hòa nhập với lại mọi người ở miền Tây. Nhưng mà không có ai mặc đồ áo bà ba đeo khăn rằn giống tôi đây chưa. Tự nhiên lạc loài quá mấy má. Thôi, sẵn ở đây rồi và chiều hôm nay là một buổi chiều rất là mát mẻ nè, thoáng mát và có rất là nhiều bạn trẻ. Mặc vừa rồi như này đi hóng gió, cho nên Thảo quyết định là một cái topic đó là suy nghĩ cũng như là thói quen sử dụng nước hoa của người miền Tây nói chung, đặc biệt là người Cần Thơ nói riêng nha. Cùng Thảo tìm hiểu nha. Dạ em chào anh chị, bình thường mình có sử dụng nước hoa không ạ? Dạ có. Em cũng có. Mừng quá mọi người ơi, Thảo đã bắt gặp được một chị mặc áo bà ba giống mình, chứng tỏ là hôm nay Thảo không có lạc loài nha. Rồi em chào chị, hôm nay mình đi chơi thì bình thường chị có hay sử dụng nước hoa không? Thỉnh thoảng khi mà mình có đi ra ngoài mình mới sử dụng nước hoa. Chị là hôm nay có xịt đúng không? Dạ. Hôm nay xịt mùi gì vậy? Dạ xài Good Girl. Dạ có. Dạ có. Hôm nay đi đâu đây? Dạ hôm nay em đi chơi. Đi chơi có sử dụng nước hoa không? Dạ có. Lên đang xịt mùi gì đó? Dạ thì thường em xịt Gucci Bamboo. Vậy theo anh chị là nghĩ là khi mà mình sử dụng nước hoa là mình phải đi đâu thì mình mới sử dụng? Dạ là đi học hoặc đi tiệc. Thường thì ra ngoài là xịt. Em thì đi chơi mới xịt. Vậy hôm nay có phải đi chơi không? Sao hôm nay không xịt? Dạ bữa nay em quên, chỗ mẹ đi. Chỗ mẹ đi không xịt. Dạ ra đường là dùng. Em cũng đi vậy. Dạ để đi tiệc, không thôi là em đi chơi em sẽ xịt. Dạ em cũng đi tiệc, đi chơi mới xịt. Đi tiệc, hôm nay không phải đi chơi hả? Hay là dạ, quên? Dạ là đi dạo. Ngoài Gucci ra thì em còn biết đến thương hiệu nước hoa này nữa không? Dạ như là YSL, không thôi là Dior. Ngoài cái chai Gucci Bamboo đó là em còn xài chai hết không? Có, em dẻo kiểu em xài CK nữa. Cũng nhiều lắm nhưng mà giờ tạm thời là không có nhớ không được. Nhớ được đúng không? Là những thương hiệu nổi tiếng. Chanel. Em cũng vậy. Chanel. Tiêu chí khi mà em chọn mua cái chai nước hoa đó là như nào? Ví dụ như về giá cả, về thiết kế hay là độ lưu hương lâu, bám tỏa tốt. Lưu hương lâu. Em cũng lưu hương lâu và giá cả và xuất xứ của nó. Vậy theo em, cho em là nếu như mà lưu hương lâu thì tầm bao lâu thì là cái em mới hả hê mới chịu? Dạ cỡ 5 đến 7 tiếng. 5 đến 7 tiếng. Em tầm 1 ngày chị. 1 ngày, ôi trời. Chỉ cần lưu hương lâu thôi. Dạ em cũng cần, chỉ cần lưu hương lâu với cái mã chai đẹp. Em nghĩ lên về mùi hương á. Mùi hương. Dạ tại vì giá cả thì là sinh viên cho nên là cũng chưa có. Cái đó cũng quan trọng mà đúng không? Sau đó là về mùi hương. Dạ. Rồi còn em? Em thì giữ hương lâu. Cái mùi nó không có bị hắc quá. Vì lại nó độ lưu hương của nó trong vòng nguyên ngày kiểu gì. Một ngày luôn hả? Dạ. Một ngày liền có lâu quá không? Dạ lâu nhưng mà em nghĩ là nếu mà một ngày thì mình sẽ hạn chế mình đi xịt lại vậy cái nó bị nồng quá. Mùi nhẹ, dịu nhẹ với bám lòng. Chỉ cần là nó phù hợp với chính bản thân mình thôi, như khi mình sử dụng trước tiên người mình là mình phải ngửi trước. Dạ. Mình cảm thấy là nó không có nồng, không có gắt, không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhưng mà đối với chị là nếu cái chai nước hoa đó nó vừa thơm mà nó vừa phù hợp với lại cái phong cách của mình nhưng mà nó lại không có lưu hương và bám tỏa tốt như mình mong muốn đó, thì chị có ok nó không? Nói chung là chỉ trong một thời gian một khoảng nhất định nào đó nếu mà nó ok là cảm thấy cũng ok. Dạ, rồi không cũng cần có đòi hỏi nhiều đúng không? Dạ. Dạ chỉ cần nó nhẹ nhàng là được, với mình sử dụng có phù hợp với mình có bị dị ứng hay là như thế nào không? Còn em? Em cũng như vậy. Cũng như vậy luôn à. Tại vì thấy mọi người khi mà mua nước hoa, mọi người hay hỏi, đòi hỏi cái chai đó là phải thơm lâu hoặc cũng như là phải tỏa xa. Thì đối với em có cần thiết những cái điều đó không? Em nghĩ là có, nhưng mà tùy cơ địa mỗi người thì sử dụng nước hoa nó có thể giữ lâu hoặc là không lâu do mồ hôi của mình. Tùy thời tiết nữa đúng không? Thời tiết này mình nên sử dụng mùi nước hoa như thế nào là nó phù hợp? Dạ nó dịu. Dạ mùi nhẹ dịu là được. Dạ thường thường em sẽ xài mấy mùi vậy kiểu nó mát mát đấy. Gucci Bamboo thì bị lại bình thường em xịt là mấy shot như hôm nay? Dạ thường thường là em phải xịt 2 shot. Em nghĩ là mấy cái mùi mà thanh mát đó chị, tươi mát đúng không? Dạ em cũng như bạn luôn. Và hiện tại á là em thấy các bạn trẻ rất là ưa chuộng mùi hương nước hoa nội địa, ví dụ như Trung, Hàn, Nhật và Việt Nam mình cũng có. Thì theo chị là cái việc lựa chọn nước hoa thì cái xuất xứ nó có quan trọng không chị? Nói chung là xuất xứ thì nó quan trọng là do người ta cảm nhận thôi, nhưng mà chủ yếu là cái hương vị nó phải hợp với mình, cái mùi vị nó phải hợp với bản thân của mình. Dạ chỉ cần mình thích là được rồi. Chỉ cần mình thích đúng theo mùi của mình là được. Dạ có biết về thương hiệu nhưng mà tại hiện tại vẫn là sinh viên á, chưa có điều kiện nên là không có sử dụng nước hoa thương hiệu. Hiện tại là chị thấy ở thị trường Việt Nam mình đó là nước hoa nội địa cũng rất là tốt đúng không? Cho nên là cái đó nó cũng là hợp giá của sinh viên nữa, cho nên là khi mà sinh viên mình sử dụng đó, thì nó cũng rất là hợp lý. Dạ có. Thứ từ đâu thì mình mới biết được hãng nó ở đâu. Em cũng vậy, với lại xem nước hoa nó có chiết xuất từ cái gì, từ đâu ra thì
hàng nội địa thì thường là cái độ lưu hương của nó không có được lâu như là mấy cái nhãn hàng nổi tiếng á. Dạ không? Vì sao? Tại vì em nghĩ là Mỹ phù hợp với mình là được, mình không cần để ý tới nước nào sản xuất ra. Và bây giờ nếu như mà em mua một chai nước hoa thì là thường là em sẽ tự tìm hiểu hay là em thông qua bạn bè người thân giới thiệu? Dạ em tìm hiểu thôi, lướt Facebook hay là trên Shopee rồi. Em thì bạn bè với lên nhờ bạn bè tìm hiểu. Dạ là tự tìm hoặc là xem TikTok. À xem TikTok chị hả? Tự tìm trên Facebook. Em cũng tham khảo vào bạn bè và em cũng tự tìm hiểu. Còn em thấy bạn bè xài thấy thơm quá nên hỏi. Trời ơi, không có chính kiến luôn. Dạ em ngửi của bạn em vậy theo kiểu là đi chơi mấy cái store rồi vậy theo kiểu là ngửi thấy thích thì mua. Vậy cho chị hỏi nữa là em có một cái cửa hàng ruột nào để mình mua nước hoa không hay là mình mua ở trang web ở đâu? Dạ thường thường là mẹ mua cho em vậy theo kiểu là có người quen ở bên nước ngoài á rồi gửi về mua. À sắp tay. Dạ em sẽ tự tìm hiểu. Em cả hai. Cả hai luôn, có nghĩa là mình thấy người ta sử dụng thơm cái xong rồi mình phải đi tìm hiểu. Dạ. Hôm nay em cũng có một món quà nho nhỏ muốn tặng chị nha, coi như là có duyên hai chị mình gặp nhau ở đây thì em chúc chị là có chuyến đi chơi vui vẻ. Dạ nếu như có cơ hội thì ghé Nam một vùng nha. Dạ chào chị. Nãy giờ Thảo có cơ hội trò chuyện, phỏng vấn cũng như là phát những phần quà từ Nam Bộ Phương cho các bạn ở đây. Và Thảo rất là vui là bởi vì mọi người ở đây ai cũng rất là thân thiện, hòa đồng hết các bạn. Và cũng có một điều đặc biệt nữa là đôi khi có gặp những bạn mà đã biết trước Nam Bộ Phương rồi và họ rất là hoan nghênh bởi vì sự có mặt của Thảo ở đây. Và cái clip ngày hôm nay của Thảo hy vọng rằng các bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về cái thói quen cũng như là suy nghĩ của người Cần Thơ về sử dụng nước hoa nha. Và sau clip này nếu như bạn nào có những ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc là muốn Thảo review bất kỳ về một mùi hương nào đó thì đừng ngần ngại comment bên dưới chia sẻ cho Thảo biết nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Bộ Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.